Liệt chào mừng quý anh chị và các bạn có mặt trong đêm ca nhạc Mickey tới hôm nay. Lời đầu tiên cho Quỳnh thay mặt những người thực hiện chương trình kính chúc quý anh chị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý anh chị, cứ vào lúc 18 giờ ngày thứ hai, thứ năm và thứ bảy hàng tuần, chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp quý vị tại đây để cùng nhau thưởng thức những ly cà phê, những ly nước ngọt ngào và cùng giao lưu những ca khúc trữ tình sâu lắng nói lên nỗi lòng của mọi người. Và bây giờ chương trình đêm nhạc tới hôm nay xin được phép bắt đầu. Một nửa của tuổi nay đã rời xa, một nửa của em vẫn hỏi nhớ mong, một nửa ngày xưa tôi mãi chưa quên, một nửa ngày nay anh đã đánh rơi. Đừng buồn tôi ơi, duyên số hợp
đây buộc bay đi chẳng biết gì bỏ lại trong tôi từng đêm hơn rồi bỏ lại trong tôi cuộc đời mà tình yêu chợt đến đau ngờ sợ tình thêm một lần
trên chân trời mới vẫn thương một thời giờ đã xa ngàn khơi. Ngày đó ta lầm lỡ bom mắng nhau
dành cho em đam mê đắm say kiếp im. Anh ơi tìm đâu ra nữa anh ơi, cuộc đời không đẹp như mơ, đau thương rộn ràng từng giờ, yêu đương thoáng như làn mây bay qua. Tìm vào trong tầm tay nhau
một mình bước đơn côi. Và từ đây tôi xin lạy người đời, đừng hẹn hò và đừng gặp gỡ trong tôi. Chọn nghiệp tàn ca về đang người xin.
đầy nhanh.